Tôi là bác sĩ Cao Trân Ngọc và ngày hôm nay thì tôi có một trường hợp là tôi đang làm một cái công nghệ mới, đó là công nghệ về sóng siêu âm hội tụ. Công nghệ HIFU thực ra trên thị trường có rất nhiều những cái tên gọi khác nhau, có thể là HIFU, U-Therapy hay là cái VIP Lifting. Tuy nhiên về đấy là chỉ là những cái tên gọi của từng cơ sở người ta đặt thôi. Chứ còn bản chất của nó là đều là dùng cái sóng siêu âm hội tụ. Trước khi mà chúng ta làm thì bởi vì nó là sóng siêu âm, nó cũng giống như là cái sóng siêu âm khi mà chúng ta siêu âm gan, siêu âm tim, siêu âm ổ bụng thôi, nhưng mà ở một cái tần số khác nhau nên là cái độ hội tụ nó sẽ khác nhau. Thay vì cái sóng siêu âm của cái siêu âm tim, siêu âm gan thì nó khi mà nó đi vào trong những cái mô ở trên cơ thể ấy, nó sẽ phản xạ ngược lại để nó tạo ra những hình ảnh, thì đối với cái HIFU này thì nó sẽ hội tụ lại một điểm để nó tạo ra cái nhiệt ở trong cái lớp collagen, thực ra là nó là ở cái lớp smart ở trong da. Và để mà cái sóng HIFU nó đi được thì bắt buộc phải có một cái lớp gọi là cái lớp gel. Cái lớp gel này nó sẽ giúp cho cái sóng siêu âm nó sẽ đi qua, nếu mà các bạn không có cái lớp gel này thì nó sẽ không đi qua được. Một số trường hợp mà khi mà chúng ta làm ở trên bề mặt da mà cái lượng gel nó không đủ ấy, nó sẽ không hội tụ được và nó gây tổn thương ngay trên bề mặt da, thì lúc đấy nó sẽ có những cái đốm chấm đỏ đỏ ngay trên bề mặt, nó giống như là muỗi đốt ấy. Khi mà các bạn làm thì đối với cái đầu máy HIFU nó sẽ có hai loại, một loại là đầu 4.5. Thực ra nó sẽ có 3 đầu, đầu 1.5, đầu 3.0 và đầu 4.5. Nhưng mà thường thì tôi sẽ dùng cái đầu 3.0 và 4.5 vì nó sẽ tác động ở trên bề mặt nó sẽ tốt hơn. Đối với đầu 1.5 thì mình chỉ đi những cái vùng nào nó nông như là ở vùng mí mắt thôi. Khi các bạn đi thì các bạn nên đi cái đầu 3.0 trước, bởi vì nhiều người chúng ta đi cái đầu 4.5 trước ấy, nếu như mà cái da nó mỏng thì không sao, nhưng mà nếu như mà những trường hợp mà da mà nó cái lượng mỡ nó nhiều ấy thì cái đầu 3.0 nó không, đầu 4.5 nó cũng không thể nào vào được trong cái lớp smart, mà chúng ta bắt buộc đi vào đầu 3.0 trước để nó làm co luôn cái lớp mỡ trước. Sau đó thì mới vào được cái lớp smart. Trước khi mà chúng ta tiến hành điều trị thì các bạn nên test cái năng lượng của máy trước. Thường thì tôi sẽ phải tự test trên tay của mình. Bởi vì rất nhiều trường hợp là cái đầu của HIFU nó sẽ bị lỗi. Khi bị lỗi nó sẽ dẫn đến cái việc tổn thương trên bề mặt da. Và nếu như mà các bạn không test trước thì có nguy cơ nó sẽ bị tổn thương trên bề mặt khách hàng mà chúng ta sẽ không thể biết được. Để mà nhận biết được cái đầu nó bị lỗi hay không thì khi mà các bạn test trên tay của mình ấy, thì cái cảm giác đau của nó sẽ là cảm giác đau tức. Nếu như mà cái trường hợp mà khi mà các bạn bắn trên tay của mình mà nó đau rát thì chứng tỏ nó sẽ không hồi tụ được. Và lúc đấy thì bắn trên mặt khách hàng thì nó sẽ dẫn đến cái việc nó bị tổn thương và không có hiệu quả. Tôi vừa mới test xong thì ok, cái nó hội tụ khá là ổn và chúng ta sẽ đi từ năng lượng thấp lên cao, tránh trường hợp khi mà tác động trên bề mặt sẽ bị bỏng của khách hàng luôn. Đấy, nếu như mà cái mức độ này mà khách hàng chúng ta chịu được ấy, thì chúng ta có thể tăng năng lượng lên một chút, bởi vì cái hiệu quả của cái phương pháp này nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ nhiệt. Nhiệt độ càng cao thì hiệu quả nó sẽ càng cao, tuy nhiên tùy từng mức độ chịu đựng được, nhưng mà nó phải đạt được một cái ngưỡng trở lên thì chúng ta mới có được cái hiệu quả để chúng ta điều trị. Chị xem cho em có mặt của em ở trong cái này không? Cho nói cô có hiểu không? Cái vị trí mà đối với tình trạng này thì hai bên má nó bị chảy xệ khá là nhiều, nên tôi sẽ phải tập trung đi vào ở vùng hai bên má nhiều lượt hơn. Chúng ta sẽ đi đầu 3.0 trước và đầu 4.5 sau. Cái khoảng cách mà giữa các điểm thì thường thì tôi sẽ để là tầm khoảng cỡ 1 mm các điểm chúng ta tác động. Nếu mà khách hàng mà không chịu được đau thì các bạn có thể để năng lượng thấp hơn, nhưng mà phải bắn nhiều lần. Trên bề mặt thì có một số cái vị trí nó sẽ đau hơn, bởi vì nó sẽ tác động vào cái đầu dây thần kinh. Thực chất là cái phương pháp HIFU này nó sẽ không cần phải ủ tê, bởi vì nó sẽ hội tụ vào sâu bên dưới da, nên là ở ngay trên bề mặt nó sẽ không đau đâu, mà nó chỉ đau tức ở ngay bên dưới da. Trên cái khuôn mặt chúng ta nó sẽ có hai cái vị trí để mà nó ảnh hưởng đến cái vấn đề đau. Đó là một là ngay trên bề mặt da, hai là ngay trên bề mặt xương, thì ở đấy nó sẽ có những cái đầu dây thần kinh. Còn nếu mà nhiệt độ nó tác động nó nóng vào những cái vùng đấy ấy, thì nó dẫn đến cái tình trạng nó sẽ đau ở vùng đấy. Thì đối với việc mà HIFU nó là hội tụ nên là ngay trên bề mặt da thì chúng ta sẽ không có cảm giác đau, nên không phải ủ tê.
Tuy nhiên thì một số những cái vị trí như là xương gò má, xương quai hàm thì cái mức độ nó đau nhiều hơn rất nhiều. Thì cái vùng đấy thì khi mà các bạn đi, các bạn nên giảm năng lượng xuống một chút, hoặc là mình sẽ hơi hờ tay một chút thì nó sẽ hạn chế cái việc đau ở vùng đấy hơn. Một lưu ý nữa là khi mà các bạn đi ở những cái vùng vùng mà có cái xương, có vùng có răng ấy, thì một số trường hợp mà cái này hơi đau, một số trường hợp nó sẽ đi vào răng thì khá là đau ở vùng răng. Chúng ta sẽ có một số cách để chúng ta hạn chế cái vùng đau ở vùng đấy, như là chúng ta có thể đặt cái gạc bên trong miệng, hoặc là khi mà đi vào vùng đấy thì chúng ta có thể cúi miệng lên. Tuy nhiên thì những cái trường hợp mà da mỏng thì nó sẽ nguy cơ vào răng đau hơn. Đối với trường hợp này thì tôi không phải dùng gạc, bởi vì cái lượng mỡ ở vùng này nó khá là dày, nên là cái việc mà nó sẽ đi sâu nó sẽ ít hơn. Nhưng mà để mà hạn chế thì chúng ta cũng có thể là dự phòng bằng cách là hơi phúng miệng lên một chút khi mà đi vào vùng đấy. Vùng này cũng phúng miệng. Thực ra khi mà chúng ta làm cái phúng miệng như thế, nó sẽ gặp một cái là khách hàng sẽ phúng từ trong ra và chúng ta ép từ ngoài vào, nên là khách hàng cực kỳ mỏi. Nên là khi mà chúng ta làm xong vùng đấy thì chúng ta sẽ nên để cho thả lỏng thì nó sẽ đỡ bị mỏi hơn. Ở những vùng sát mang tai này thì cái lượng mỡ ở đây nó khá là nhiều, nên cũng không cần thiết phải phúng miệng lên, nhưng mà ở phần sát miệng thì chúng ta nên phúng lên một chút. Cô là nghỉ hưu lâu chưa cô? Cô vẫn đang làm. Cô vẫn đi chơi được một tháng. Theo kiểu làm ngoài, làm công ty. Cô là công ty xuất nhập khẩu của con vậy ạ? Sớm thời gian.